Mẹ mua cho em con heo đất, mẹ mua cho em con heo đất, y o y o. Dạ, chào cụ ạ. À, ông trưởng thôn đấy à? Lớp dạo này nhìn ông hòm hèm quá. Hôm nay ông đi vi hành qua nhà tôi có cái việc gì vậy? Dạ, cụ cho con hỏi là cụ có còn khỏe không ạ? Khỏe để đánh nhau với anh à? Đấy chết, con đâu dám ạ. À. Chả là thế này cụ ạ. Sắp tới ấy, cái thôn mình tổ chức cuộc thi gọi là cụ khỏe, cụ đẹp. Cho nên ấy, con muốn hỏi cụ là cụ còn khỏe hay không. Đấy. Để con mời cụ đại diện cho thôn mình tham gia cái cuộc thi cụ khỏe, cụ đẹp mở rộng. Cụ thấy sao ạ? Vậy mà tôi cứ tưởng. Còn về vấn đề khỏe ấy, nhé, xin báo cáo với ông trưởng thôn là tôi đang khổ vì khỏe đây này. Đấy, ông thấy không này? Chuột chạy cả đàn. Đấy, thấy không? Đúng. Chuột của cụ chạy cứ như là vận động viên điền kinh. Còn thì cái vấn đề đẹp ấy, thế đây ông trưởng thôn xem đi. Đấy, dáng thể thao, chiều cao người mẫu nhé. Còn body của tôi ấy, chuẩn nam vương quốc tế. Cụ Lom vẫn khỏe và phong thủy ấm cúng lắm. À này, ông trưởng thôn này, thấy cái cuộc thi đấy, tôi hỏi thật là có phần thi áo tắm không? Nếu mà có là tôi không thi đâu nhé. Dạ sao vậy thế cụ? Nói nhỏ với ông trưởng thôn là tôi đang bị hâm ở háng, cho nên là thi cái phần thi đấy phản cảm lắm. Cụ đã nói như thế nhá, thì con sẽ gạch đít cái phần thi áo tắm ra khỏi cuộc thi nhá. À này cụ ơi, cụ có cái tài năng gì nổi trội không ạ? Cái phần thi này thì rất chi là quan trọng ấy. Nó chiếm đến 80% chiến thắng ấy cụ ạ. Nhảy. Xin khép háng nhá, thông báo với ông trưởng thôn. À, tôi đây, trước đây là vũ công chuyên nghiệp nhá. Đã giành rất nhiều giải quốc tế. Ôi trời ơi, thế thì thôn mình kiểu gì cũng giành giải nhất rồi cụ ạ. Bây giờ cụ có thể cụ khép háng, cụ nhảy cho con để con duyệt qua cái được không ạ? Khép háng luôn. Khép háng quả này thì quá rực rỡ rồi. Thôi nhá, thế này nhá, cụ Sinh nhá. Để tham gia ấy, cái cuộc thi này thì cụ đóng cho bọn con cái phí gọi là 50.000 nhá. Cái phí đấy cụ thể là phí truyền thông. Phí truyền thông là gì ạ? Có nghĩa là con sẽ thông báo thường xuyên trên loa truyền thanh của thôn. Đấy, để cho bà con nhân dân vào ủng hộ cho cụ nhé, để cụ đạt giải nhất. Loanh quanh lại mất tiền với ông trưởng thôn. Mà thôi được rồi, vì thôn, vì xóm nhé. Đây, ông trưởng thôn, ông cầm giúp tôi cái nhé. Dạ, con cảm ơn cụ ạ. Thôi nhá, con chào cụ nhá. Bây giờ con phải sang bên nhà cô Lành. Con sang bên nhà cô Lành, con có tí việc nhá. Thôi, con chào cụ ạ. Cụ nghỉ nhá. Vâng, ông trưởng thôn lại nhà nhá.